Chào các bạn, thì hiện tại Giang đang ở ngay nhà mẫu An Gia Gallery. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ cái sa bàn của dự án Westgate cho một số anh chị khách hàng tham quan dự án các bạn nhé. Mời các bạn cùng di chuyển qua phía sa bàn để mình coi cái buổi chia sẻ của Giang nhé. Thì đây là khu vực sa bàn của dự án Westgate nè mọi người. Mọi người tập trung vô cái sa bàn giúp Giang ha. Chào mọi người, thì đây là khu vực sa bàn Westgate. Thì đây là một số anh chị khách hàng tham quan dự án. Mình di chuyển vô đây đi anh. Vô đây nè. Mình thấy có hình ảnh. Mọi người tham quan sa bàn tí xíu ha, mình ngó một vòng ha. Thì đây là cái khu vực trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đây là cái công viên 2 hecta nó hiện hữu sẵn nè mọi người. Mọi người có đến Bình Chánh lần nào chưa? Có đến Bình Chánh anh. Anh biết công viên này phải không? Đối huyện ủy ban. Đối huyện ủy ban luôn anh. Ở đây là ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân nằm ở khu này luôn. Thì cái vị trí đất của chúng ta cũng giống như cái đường Nguyễn Huệ vậy đó. Cái đường Tân Túc này giống như cái đường Nguyễn Huệ ở trung tâm quận nhất vậy nè. Thì cái đường Nguyễn Huệ thì nó có ủy ban thành phố, rồi ủy ban thành phố luôn. Thì cái đất đó đang gọi là đất vàng. 1 mét vuông đất tại cái đường Nguyễn Huệ đó hiện nay là định giá là 1 tỷ đồng 1 mét vuông nha mọi người. Gọi là nhà tại trung tâm hành chính 1 tỷ đồng 1 mét vuông, trung tâm quận nhất. Thì cái dự án của chúng ta nằm trong cái quỹ đất của trung tâm hành chính luôn. Gọi là nằm trong quỹ đất của trung tâm hành chính. Quỹ đất trung tâm hành chính thì tất cả là cơ quan nhà nước và ở phía bên này là bệnh viện. Còn lại cái đây này là nhà thôi. Còn những cái nhà ở xung quanh là không phải là quỹ đất của trung tâm hành chính, là phía bên ngoài. Thì cái sản phẩm này rất là giá trị cho những nhà đầu tư và những người mua ở luôn. Bước một bước chân xuống cái là ngay công viên. Đây là công viên ngoại khu nhưng thực tế nó nằm sát bên, giống như là Vinhome vậy đó mọi người. Như gọi là cái công viên ở dưới mé sông, gọi là nội khu của nó, nhưng mà thực tế cái này ngoại khu nhưng mà nó giống như nội khu thôi, không khác gì nhau hết trơn á. Rồi bên cạnh đó nó có công viên nội khu ở trong này nè, là 1.9 hecta. Thì tổng diện tích công viên của nội khu và ngoại khu của chúng ta là 3.9 hecta, cực kỳ là lớn ha. Rồi ở đây là những cái cơ quan của nhà nước. Thì mọi người sau này sở hữu căn hộ ở đây á, thì mình muốn làm những cái giấy tờ đó mình bước xuống mình làm nó rất là tiện. Giả sử ông nó kêu đợi 1 tiếng hồ vậy, tôi về nhà tôi nằm ngủ 1 tiếng hồ tôi quay lại. Còn giống như ngày xưa mình biết đi làm giấy tờ nhà nước mà nó hơi chậm trễ ha. Rồi ở phía trong này nó có công an, có khu vực của công an huyện ở đây, công an của huyện luôn á, là khu vực trong đây. Thì nó đảm bảo cái tính an ninh ha. Ở đây thì giống như ai có, thứ nhất là nó cũng là khép kín á, vô đây nó rất khó, nghĩa là ở bên ngoài thì được, bên ngoài có những shop house nè, có bảo vệ đầy đủ em. Bảo vệ là đến từ cái thương hiệu quản lý là Hosier của Nhật Bản á. Hosier là bên kia, bên đó đâu không có chốt bảo vệ thì bên ngoài vô cũng được, có bảo vệ. Thì Hosier là một cái đơn vị đến từ Nhật Bản, là hiện nay là cứ như trước giờ là Hosier chưa có quản lý tại Việt Nam một cái chung cư nào, nhưng mà từ khi hợp tác với chủ đầu tư An Gia là An Gia mời từ Nhật về luôn. Và Hosier có cổ phần trong chủ đầu tư An Gia. Và hiện nay họ đang quản lý một cái tòa nhà phía sau này nè. Một tí Giang sẽ mời mọi người đi tham quan cái chất lượng của sản phẩm của An Gia. Cái này là An Gia phía sau đó. Là cái dự án đó là River Panorama. Là cái dự án đầu tiên mà Hosier quản lý và tất cả cư dân rất là hài lòng luôn. Mọi người tin rằng một cái thùng rác á, không có một vết bẩn luôn mọi người. Thư đi thư viết nè. Họ vệ sinh tới nỗi mọi người có thể là không ngại vấn đề gọi là cầm vô cái thùng rác. Một số anh chị nhiều khi cũng ngại cầm cái thùng rác dở lên nữa, nhưng mà thùng rác rất sạch. Và thùng trong cái phòng vệ sinh là họ xịt nước hoa luôn á. Thì cái này là sự thật. Chăm chút nghĩa là cái đơn vị quản lý này cực kỳ là hay. Bởi vì sau này ai mà mua cái nhà tại Westgate rồi á, là rất là sẽ happy về cái cách quản lý vận hành cái tòa nhà này. Thì cái việc mà quản lý vận hành rất là quan trọng cho một tòa nhà. Nó thứ nhất an ninh rồi vệ sinh các kiểu. Rồi trong cái dự án River Panorama của An Gia, Hosier quản lý á, thì dưới cái hồ nước đó mọi người,
một chiếc lá rơi người ta cũng vớt nữa, rơi xuống là vớt, nhìn xuống dưới là không thấy miếng lá rơi nào, lá nào nó chìm xuống dưới hết trơn, nghĩa là vừa rơi xuống là người ta vớt lên rồi. Thì nó quản lý gì quá, rất quá tuyệt không đó, có nghĩa là cái an ninh ở trong là tốt rồi, an ninh bên ngoài cũng tốt nữa. Rồi chẳng những vậy, bên kế bên đây nè, khu vực bên này nè, nó có cơ quan gọi là cái trung tâm phòng cháy chữa cháy. Chỉ cần bên đây, chỉ cần bên đây mà có cái gì đó là bên đây chỉ cần lấy cái giò xịt lên thôi, xịt ngược lên cái là trúng rồi. Nói thì nói vui như vậy nhưng mà thực tế nó rất là gần. Rồi ở đây nó có cái huyện đoàn nhà thiếu nhi nữa. Nó sau này con cái muốn đi huyện đoàn chơi thì khỏi phải đi xa, là bước xuống cái là tới bên cái huyện đoàn nhà thiếu nhi rồi. Quá tuyệt vời luôn. Rồi kế bên này cũng gần bên này nữa. Hiện nay thì nó chưa tương lai hết, hiện tại hiện hữu là có rồi, chỉ có cái này là tương lai là thôi. Có nghĩa là nhà trẻ là có hết, trường mẫu giáo là trung tâm giáo dục thường xuyên là có luôn rồi. Rồi từ trường mẫu giáo đến trường trung học phổ thông cũng sát bên luôn, nhưng mà hiện nay nó chưa có thông ở trong cái đường nội bộ này. Dạ, đây là bệnh viện huyện Bình Chánh có sát bên luôn. Rồi á, rồi gọi là hiện nay thì trường tiểu học với trung học phổ thông thì nó chưa có thông, đi bộ thì được nhưng đi xe máy thì nó hơi bất tiện tí, phải đi vòng cái đánh cái đường trên đó, nó đi vòng qua, nó gọi là trường cụm trường Tân Túc. Rồi từ từ trường cấp 1 đến trường cấp 3 nằm một cụm luôn, đi chỉ mất 5 phút thôi. Còn nếu đi bộ thì các em, tại vì Giang đi á, Giang thấy một số học sinh á, họ vẫn đi bộ bình thường, không bị ảnh hưởng gì hết trơn, họ vẫn đi bộ, mấy học sinh vẫn đi bộ di chuyển qua trong cái đường nội bộ này nè mọi người đó. Nếu mà ai tham quan thì có thể một tí đi tham quan với Giang luôn cũng được. Rồi muốn bán dự án này, thứ nhất phí nhanh ha. Rồi bây giờ nó còn lốc nào? Hiện nay á thì nói chung ba lốc này vẫn còn căng, và những cái căng trên ba lốc này là những cái chính sách cực kỳ là tốt luôn. Thanh toán chỉ 15% nhận nhà đối với căn 3 phòng ngủ, chỉ 15% nhận nhà thôi anh, có nghĩa là anh thanh toán một lần rồi tới lúc nhận nhà luôn, không thanh toán gì khoản gì nữa hết trơn á. Ai nhà đầu tư là thanh toán vô đây là chắc chắn lời luôn, quá nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ luôn, không cái đầu óc không phải suy nghĩ cái vấn đề gì nữa hết. Hiện nay á thì giá thì chủ tư đã chưa công bố, thì tới cái ngày gọi là gần ra giá đó thì khoảng từ 38 đến 40 triệu một mét vuông anh, rất tốt ha, ngay trung tâm hành chính mà cái giá này là cực kỳ tốt luôn. Đúng rồi, em thấy đúng không? Từ vị trí của mình á, đi qua Phú Nhân rất là thuận tiện. Cái đường cao tốc này, đường dẫn vô cao tốc, cái này đường dẫn vô cao tốc chứ chưa là đường cao tốc. Đường dẫn vô cao tốc nên nó xe máy di chuyển vẫn được bình thường. Thì từ đây qua tới cái cầu vượt mà Nguyễn Văn Linh á, cái góc Nguyễn Linh với quốc lộ 1A đó là chỉ có 2 phút thôi. Từ đây Nguyễn Linh 2 phút thì có đầu đường Nguyễn Văn Linh. Thì mình ở đây là cũng gần cuối đường Nguyễn Văn Linh nè. Thì đi đường nó rất là thuận tiện. Thứ nhất là đường nó tới mười mấy làn đường lận, tha hồ mọi người chạy luôn. Nhưng mà khi chạy cái đường này nên cẩn thận là chạy làn xe máy, đừng chạy làn ngoài là sẽ bị giao thông nó dịnh ha. Nhưng mà đó giờ Giang chạy chưa bao giờ bị bắt hết trơn á. Nguyễn Hữu Chí anh. Nguyễn Hữu Chí. Thì ở chỗ dự án mình á, cái cổng chính của trung tâm hành chính ở đây nó có hai cái cổng. Cổng này là cổng chính trung tâm hành chính huyện Bình Chánh, còn cổng này là cổng phụ, nó có hai cái cổng. Cổng lớn này nằm bên đây, nó là đất của mình, là đất hành chính, rất là ngon luôn, đối diện công viên, sở hữu công viên cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người mà xuống đó là thật sự, thứ nhất là môi trường sống là Giang nói là rất là trong lành luôn nha mọi người. Xung quanh là chỉ có thằng này là cao tầng thôi, cái quy hoạch á, chỉ con này cao tầng rồi, xung em cũng biết rồi đó. Mình di chuyển qua đây tí xíu nha mọi người. Rồi cái mặt này là bệnh viện hiện hữu luôn nè, ở đây là bệnh viện hiện hữu nha mọi người, bệnh viện hiện hữu luôn. Thì những cái mặt ngoài là những cái shop house, những ngoài shop house. Một tí Giang sẽ chia sẻ cái mặt cắt đó cho mọi người dễ hình dung. Rồi bây giờ Giang chia sẻ mặt cắt đi để cho mọi người dễ hình dung nha. Mình di chuyển qua phía mặt cắt đi. Qua đây nè. Đây là mặt cắt nè mọi người. Ở đây thì chủ đầu tư họ hướng tới tiện ích cho cư dân rất là nhiều luôn. Là thứ nhất là cái công viên nội khu là 1.9 hectare mọi người thấy nè.
Rồi ở đây có cái hồ bơi nè, hồ bơi 50m là chuẩn Olympic luôn á. Chuẩn Olympic luôn. Thì ở đây là những cái kênh đào ha. Rồi sau này một chiếc lá rơi là được Hosier vớt lên liền. Bữa nay kênh đào là kênh giả thôi chứ đâu phải là hồ kênh nhân tạo. Nhân tạo. Hồ bơi là chỉ đây thôi. Rồi. Hồ bơi này là hồ bơi trẻ em nè, hồ bơi người lớn nè. Rồi những cái này là kênh đào nhân tạo để mà cho giống như là có thủy á, thủy sinh khí á. Rồi. Mặt ngoài á là những cái shop house nha mọi người, tất cả shop house mặt ngoài hết. Thì ai mà đầu tư cái những cái shop house này chắc chắn là sinh lợi luôn nè. Nói cơ hội cho những nhà đầu tư. Rồi mặt trong á là những căn kêu bằng những căn giống như những căn nhà phố vậy đó. Nó nằm tại nằm dưới tầng trệt. Một trệt một lầu. Thực tế nó giống nhà phố thôi đâu khác gì đâu, nó nằm dưới mặt đất. Nhưng mà villa đúng không? Những căn villa đó. À, villa nó 50 năm ha. 50 năm à? Ừ. À 50 năm. Villa tự shop house thường là 50 năm. Shop house là 50 năm. Những cái căn khối đế cũng là 50 năm. Còn những căn khối đế này là cũng 50 năm ha. Về cơ bản là sau này nó nói chính thức chưa? Nó nói chính thức chưa? Rồi, nhưng mà về cơ bản thì sau này nó cũng cần cái suốt chiều dài các hộp luôn thôi. Thực tế 50 năm là như vậy nè mọi người. Ý là có hợp đồng mua bán không hay là hợp đồng thuê? À, cái đấy là cái hợp đồng cụ thể tất cả mọi thứ. Cái villa thì vẫn thông tin chủ tư chưa công bố ha. Cái câu chuyện bây giờ là chủ yếu sản phẩm về là căn hộ. Bởi villa số lượng nó có mấy chục căn thôi. Cho nên là nhiều khi là chỉ ù một cái thôi, nên những cái bạn đã có khách cũ sẵn rồi rắc một cái là xong. Thì có những người nào mà phải đặt trước. Những người nào mà họ có những dòng sản phẩm khách hàng đấy thì họ ráp vào nó mới nhanh được. Còn bây giờ mình bắt đầu đi kiếm khách. Bây giờ là mọi người quan tâm căn hộ trước đi để mà bán hàng kiếm tiền ngay luôn nè. Tại vì dân chia sẻ đó mọi người nắm thôi ha. Thì mọi người thấy là chủ đầu tư hướng tới cư dân, họ không làm shop house bên trong. Tại vì shop house bên trong là người bên ngoài sẽ chạy vô mua được. Chứ không lẽ họ làm bên trong rồi người ta bán cho cư dân không? Chính vì vậy họ làm bên ngoài không nè, để mà vừa bán cư dân vừa bán bên ngoài luôn. Mọi người thấy vấn đề chủ đầu tư không? Họ tính rất là kỹ vấn đề đó. Rồi á, ngoài những căn shop house, rồi những căn villa nằm ở dưới tầng trệt thì có luôn những căn tiện ích. Có nghĩa là chủ đầu tư họ dành những cái căn nằm ở góc này nè mọi người, những cái trục này nè, chỉ là cái trục bên đây. Đây là những căn tiện ích. Những căn tiện ích giống như phòng karaoke nè, gặp chiếu phim, rồi phòng sinh hoạt cộng đồng, rồi nhà trẻ, nhà gọi là sân chơi cho trẻ em trong nhà. Có sân chơi cho em trong nhà nằm phía này. Ha. Rồi bóng bàn, bida các thứ, rồi nói chung là mấy cái tiện ích trong nhà là những cái căn như này, thay vì chủ đầu tư họ bán, họ lại dành riêng những căn này để mà làm tiện ích cho cư dân. Rồi chưa hết tiện ích nha, lúc trước là lúc mà ban đầu công bố những cái tháp này á, là chưa có thông tin về cái tiện ích này đâu. Bây giờ khi mà mở ra nó có thêm tiện ích này nữa nè mọi người. Mua cái tháp lần này, mở cái tháp này cực kỳ sở hữu luôn cái tiện ích kêu bằng gì ta, bóng sông quần vợt á, tennis á, tennis ở trên tầng 3 nha, tầng 1, tầng 2, tầng 3 sở hữu một không gian thoáng luôn. Có nghĩa là chỗ này là thoáng luôn nè. Từ đây là thoáng luôn, gọi là view trời luôn á. Căn hộ là tính từ tầng 3 ha. Căn hộ tính từ tầng 3. Đi lên. Đó. Thì không gian này chơi tennis thì gọi là sân tennis đầu tiên ngay trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Là sau này mọi những người khác là không cần phải di chuyển bên ngoài nữa, mình chơi tennis tại đây luôn. Rồi. Thì ở đây thì chủ đầu tư sẽ thiết kế những cái lối chạy bộ. Gọi là chạy bộ 800m. 800m chạy xung quanh đây nè, chạy bộ đi 800m. Mình chạy 10 vòng là chạy 8 km. Đúng không mọi người? Một ngày chạy 8 km là vừa rồi. Đó. Rồi còn cũng ai thích chạy ở ngoài công viên hiện hữu này thì cứ ra đây chạy thôi. Đó, còn ai thích chạy trong đây để tránh mưa gió, giả sử không mưa thì ra đây mình chạy. Còn nếu mà mưa thì mình chạy trong đây, nó có cái mái che nè. Đó. Đó mình chạy trong đây. Rồi á, mỗi buổi sáng buổi chiều thì giống như là bây giờ bán căn này muốn ngắm những cái cô tắm như này thì cứ lên đây ngó xuống thôi, rất là dễ luôn. Ở đây nó có cái sân nướng BBQ bên ngoài cho mọi người bên phía bên này nè, đâu bên này nè. Trong đây khu đầy đủ hết luôn, sân nướng BBQ nha, rồi vườn thiền, rồi nói chung là tiện ích là các kiểu. An Gia mỗi lần ra một cái dự án mới là dường như là họ bổ sung thêm một cái tiện ích. Và cái điều đặc biệt khi mà sở hữu cái căn hộ tại đây á, cái tầng hầm á mọi người là hai tầng hầm. Tầng hầm B1 là cực kỳ thoáng luôn. Tại sao Giang nói thoáng? Thứ nhất nó có hai lối vào bên đây,
và lối vào bên đây, lối ra vào luôn. Cái điều thứ hai của cái tầng hầm chúng ta, nó có một cái giếng, nó có những cái giếng trời, không phải một giếng trời mà là những giếng trời. Những giếng trời đặt nè, hình bán nguyệt với lại hình tròn, nó nằm khu vực quanh quanh đây nè. Mọi người thấy nè, hình bán nguyệt nè, hình bán nguyệt nè, thấy không? Thì những hình bán nguyệt này sẽ thông cái giếng trời, gọi là thông giếng trời. Khi mà thông giếng trời như vậy á, thì nó sẽ lấy được ánh sáng mặt trời tự nhiên và lấy gió, lấy oxy xuống giếng trời mình luôn, để không bị ngộp. Những người nào có những cái bệnh giống như bệnh hen suyễn chẳng hạn gì đó, thường hay đi xuống dưới tầng hầm sẽ bị ảnh hưởng cái vấn đề sức khỏe ha. Đây nè, mình di chuyển qua, mình nhìn những cái giếng trời nè. Mọi người thấy lỗ tròn tròn này không? Đó, những cái hình bán nguyệt này nè, nó nằm đây nè, nằm góc nè, nằm tùm lum hết trơn nè. Đó, thì nó sẽ làm cho cái hầm của mình rất là thoáng. Một tí Giang sẽ mời mọi người qua bên kia, mọi người sẽ thấy cái giếng trời nó sẽ thông xuống tầng hầm như thế nào. Cổng chính là có nghĩa là ở đây là gọi là cái cổng sảnh đón á. Dạ, nó có những cái sảnh đón ở những cái mặt, mấy mặt luôn. Thì còn cái lối xe vào á là ở đây, sảnh này sảnh đón ha. Rồi, mọi người có những cái thắc mắc gì không, cần hỏi không ạ? Diện tích thấp nhất của phòng hộ là bao nhiêu mét anh? À, diện tích thấp nhất ha, những cái căn mà diện tích thấp nhất và là diện tích gọi là số lượng căn hộ nhiều nhất luôn là căn 59m2. Ở đây là có tổng cộng là 5 loại diện tích. Diện tích thứ nhất là 59m2, là căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Còn căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh diện tích lớn hơn á, là căn 69m2. Và căn lớn hơn nữa là căn 74m2. Nhưng mà cái căn nó rất là ít. Cái căn nó một tháp á. Ở đây có 4 tháp nè mọi người, 1, 2, 3, 4. Thì mỗi tháp thì khoảng chừng 6 căn thôi. Căn 74m2 á là chỉ có 6 căn thôi. Không căn một ngủ. 6 căn. À, chỉ có 6 căn thôi. Căn 4 căn bình dụ 2.4. Ừ. Còn căn 3 phòng ngủ là căn 85m2 và căn 113m2. Có nghĩa là thiết kế căn 59m2 thiết kế cực kỳ là tối ưu nha mọi người. Chút mọi người vô là mọi người không nghĩ nó là 59m2 luôn á. Nghĩa mình nhìn vô là mình thấy cực kỳ là thoáng, cực kỳ là rộng luôn. Tại vì thiết kế của nó vuông vức á mọi người. À, hiện nay á, thì nói chung căn 30 phòng ngủ á, thì 4 top đều bán hết. Còn cái căn 59m2 là đa phần nằm bên đây, mới, thắp mới. Thắp mới rồi. Thắp cuối cùng nè. Thắp mình đang booking luôn ha. Tháng nào booking luôn á. Mọi người tin một điều là vừa rồi dịch bệnh mà bên An Gia vẫn bán được, vẫn cho gấp căn cọc luôn nha mọi người, chứ không phải là booking nữa. Cọc rất là nhiều luôn. Là có nghĩa là giờ book, bây giờ em book là tháng sau là chuyển cọc. Rồi tháng sau nữa có phí đó. Rất là nhanh luôn ha, chứ không phải như mấy dự án mà nó treo hơi lâu. Dự án này cực kỳ làm nhanh. Thứ nhất là pháp lý nó đầy đủ rồi, thứ hai là tiến độ xây dựng là xong móng hết trơn rồi, nó đang lên tầng 1 rồi đó. Bên đây thì nó chưa làm móng thôi, nhưng mà nó làm rất nhanh. Khi mà vừa có giấy phép xây dựng á, là hình như tháng 4, tháng 5 gì vừa rồi á, vừa có xây dựng là bây giờ tháng này, tháng 10 là có xong móng rồi. Mọi người thấy tốc độ làm của nó rất là nhanh. Tại vì cái đơn vị xây dựng của chủ đầu tư An Gia đó là Recon là người nhà của An Gia nha mọi người, nên nó tập trung rất là nhiều về tiến độ, về chất lượng mọi thứ ha. Rồi mọi người cứ hỏi đi, mọi người đặt ra những câu hỏi nào đó để Giang có thể chia sẻ thêm. Hiện giờ ba lớp mà mình bán là nó đã lên móng lên tầng, lên móng lên tầng chưa móng, nó chưa làm móng thôi, nhưng nó làm rất là nhanh ha. Nhưng mà nó có giấy phép xây dựng cho móng đó chưa anh? À, giấy xây dựng thì hiện nay là nó hình như nó có chung luôn rồi, nó có chung luôn rồi. Đó. Pháp lý là chưa có giấy phép xây dựng. Pháp lý giấy xây dựng có rồi. Giấy phép xây dựng có rồi. Giấy nó giấy tổng hết. Bây giờ nó cấp hết luôn á, nó cấp hết luôn. Tiến độ xây dựng tháp này là đến bao nhiêu rồi? Nói chung là hiện nay là chưa có làm bên đây. Chưa làm móng. Nếu booking mình chỗ thì trong thời gian dự kiến bao lâu? Thì nói chung nó có giấy phép rồi, em hiểu không? Nên nó gọi là nó mở bán luôn, chứ nó không có dùng cái từ là kia bản gì em? Hợp đồng góp vốn nữa. Còn trước đây là giống như gọi là khách hỏi bán bên đây, nó vẫn còn mấy căn bên đây nè. Nhưng mà tháp này đẹp nhất. Có nghĩa là khi mà em bán hàng em đừng có lo ngại vấn đề khách nữa, tại vì chủ đầu tư An Gia là yên tâm. Anh nói thật, anh bán nhiều dự án của An Gia rồi.
những cái tòa bên này là xây tới đâu vậy? Lên tầng 1, đang lên tầng 1. Thì những khách hàng mà ban đầu mua cái dự án này cũng y chang cái câu như em vậy đó. Nhưng bây giờ thì xong cái kêu ký đồng mua bán thì không chịu ký. Nó sao nhanh quá vậy? Theo anh á, theo anh em mua giai đoạn này, tại vì giai đoạn này thứ nhất là một phần dân cũng phân tích cho mọi người nghe, một phần là dịch, nên chủ đầu tư có chính sách cực kỳ tốt. Mọi người nghĩ đi, mua một căn 3 phòng ngủ mà chỉ thanh toán 15% tới lúc nhận nhà thôi. Nó quá khỏe. 15% xong rồi kiếp đồng mua bán thôi. Thanh chóng thanh toán 15% xong là em sẽ kiếp đồng cọc. Kiếp đồng cọc xong khi nào xây dựng xong phần móng em mới kiếp đồng mua bán. Quy định á là em chừng nào xong móng em mới kiếp đồng mua bán. Là lúc kiếp đồng mua bán là có đóng gì nữa không hay là không? Không đóng cái gì hết. À, okay. Rồi giao nhà luôn. Tới đúng rồi, tới lúc nhận nhà là em thanh toán luôn. Rồi. 2 năm không anh? Nó xây 2 năm thôi. Nó là quý 1 2023 là sẽ bàn giao đó. Là khoảng 2 năm là giao nhà. Cực kỳ nhanh, mọi người đều yên tâm đi. Gian bán cái dự án K89 này nè. Cái chị khách hàng mua căn 3 phòng ngủ á gần 6 tỷ nha. Ban đầu là chỉ là cái móng thôi, chị nói ủa sao lâu xây quá vậy? Bây giờ xây xong cái chị nói sao nhanh quá vậy? Quan trọng là móng nó lâu thôi mà đến khi móng xong. Đúng rồi. Mà móng để làm rất nhanh luôn chứ không phải làm lâu. Tại họ chưa muốn làm thôi. Tại vì lúc đó chưa có giấy phép nên họ chưa muốn làm. Nhưng mà khi có giấy phép rồi là chủ đầu tư họ làm cực kỳ là nhanh ha. Giang là gian bán gian rất có niềm tin vào cái chủ đầu tư này, tại vì họ làm quá nhanh, họ làm quá tuyệt vời luôn. Chất lượng thì chút Giang sẽ mời người qua coi chất lượng những căn hộ của bên đây là mọi người thấy được cái chất lượng như thế nào, bàn giao như thế nào, mọi người cứ so sánh với Vinhome luôn. Mọi người có ai vô Vinhome chưa? Có ai vô Vinhome chưa? Vô căn thật của Vinhome á, quận nào cũng vừa. Anh đã vô rồi phải không? Rồi một tí anh vô thì ở đây cũng tầm trung mà, nhưng mà nếu mà người ngoài nhìn vào á thì thằng này không bằng Vinhome, nhưng mà tí em vô em cảm nhận và so sánh. Đó rồi một tí mình coi bên đây và bên kia mình coi mình hiểu như thế nào. Rồi ở đây thì được cái là Giang nói đó, có cái chỗ nào mà căn hộ mà sở hữu cái công viên mà hiện hữu sẵn không có ha, với công viên nội khu nữa cũng không như vậy, xịn sò như vậy luôn. Thực tế cái dự án này gọi là khu căn hộ xịn sò nhất ngay khu vực gọi là Bình Chánh luôn á. Lovera Vista không bằng nha mọi người, Lovera Vista không bằng nha, Giang đảm bảo điều đó luôn, Lovera Vista không bằng luôn. Trịnh Quang Nghị đó. Với lại căn hộ thứ nhất là những cái tầm tài chính mà những người mà mua căn hộ 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh đó, ở đây nó thiết kế nó rất là thông minh luôn, rất là thoáng. Rồi thì căn hộ chúng ta là Giang chia sẻ về cái tầng ha, tầng của chúng ta là tổng cộng là 20 tầng. Tầng 1, tầng 2 đó là những căn shop house và những căn villa. Từ tầng 3 trở lên là từ tầng 3 đến tầng 19 là những căn hộ ha. Rồi tầng 20 á thì hiện tại thì theo chủ đầu tư là ban đầu là sẽ nói chung là sẽ trồng cây xanh á, nhưng mà không cam kết ha. Có thể là khi mà nhìn xuống là sau này máy bay mà từ trên trực thăng nhìn xuống, nếu mà này trồng cây xanh nữa mà nó tiệp với công viên á mọi người, là nhìn là không thấy cái tòa nhà luôn á, là giống như ở đây là một cái mảng xanh luôn, đẹp không ạ? đáng đầu tư. Với lại gọi là anh Thanh, đáng đầu tư không? Những mối quan hệ của anh đưa vô là chỉ có nghĩa là đặt mua và cọc thôi, rất là nhanh luôn, không sợ vấn đề gọi là chờ lâu nữa mọi người nè. Dự án của chúng ta gần cái Metro 3A nha mọi người, tiếng Metro 3A nha. Metro 3A thì nằm ở dưới đây nè, có nghĩa là bây giờ mình đi xuống cái đường này sẽ nối vào cái đường Nguyễn Văn Linh. Thì Metro 3A cái đường quốc lộ 1A ha, và quốc lộ 1A thì từ đây đó đi khoảng 3 phút nãy Giang nói 2-3 phút đó thì xuống Metro 3A. Rồi kế cái bên cái góc Nguyễn Văn Linh với lại đường quốc lộ 1A đó là bến xe miền Tây mới, giống như bến xe miền Đông mới hiện tại vậy đó. Sau này bến xe miền Tây nó sẽ dời ra phía bên ngoài để mà nó giảm áp lực giao thông cho trung tâm thành phố. Thì cái chỗ này là cái chỗ rất là thuận tiện cho tất cả những cư dân miền Tây, họ đổ về miền Tây á, có nghĩa là họ chỉ cần bước lên một cái là đâm đi vào cao tốc về miền Tây, không bị kẹt xe trong khu vực này thì khu vực trung tâm thành phố sẽ không bị áp lực. Thì bến xe miền Tây mới nó gần đây thì khi đó nó sẽ lôi kéo thêm một cái lượng cư dân họ đổ về đây, họ sinh sống và họ làm việc. Giống như mọi người thấy ở những bến xe miền Đông, miền Tây á, đa phần là thấy không? Quá trời đông luôn.
người ta kinh doanh khách sạn, kinh doanh dịch vụ này kia, thì mọi người thuê đầu tư đây sau này mà tha hồ mà cho thuê, tại vì mình gần bến xe miền Tây mà. Tại vì bây giờ chưa nói vấn đề bến xe miền Tây mà nói vấn đề hiện tại thôi, thì bến xe miền Tây họ đi ra họ vẫn phải đổ ngang đây nè, thay vì mình phải chạy, mình ở khu vực khác mình phải chạy ngược lại bến xe miền Tây mình đi về miền Tây. Giờ cứ nói anh tới đây tấp vô em bước lên cái là về miền Tây thôi, khỏi có công chờ đợi này kia, đúng không mọi người? Rất cực đó. Rồi người miền Tây lên á, giả sử lên ban đêm chẳng hạn gì, không có chỗ nghỉ ngơi, tấp cái ghé vô cái bước vô nhà của mình luôn, nghỉ ngơi luôn, khỏe, khỏi phải đi xa, rất là tiện lợi luôn, đúng không ạ? Tiện lợi đủ điều luôn. Đối với dân miền Tây, khu vực nào cũng có nhà đầu tư và có tiền nhiều hết trơn á. Đó, miền Tây, miền Trung gì cũng có những người có tiền, đúng không Vũ? Đó, thì mình bán nó rất là thuận lợi. Rồi, cái đó là Giang chia sẻ hai cái điểm nổi bật. Cái điểm nổi bật thứ ba là từ dự án của mình đi đến Bệnh viện Nhi Đồng 3, gọi là Bệnh viện Nhi Đồng thành phố mọi người. Bệnh viện Nhi Đồng thành phố nằm ở cái đường, nó nằm trên tuyến đường cao tốc á, thì nó sẽ cách đây 8 phút. Mọi người đâm cái đôi đường này rẽ phải cái là vô tới Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Vũ bán khu đất đó, Vũ biết phải không Vũ? Bán đất bên đó Vũ biết. Đó, nó rất là gần luôn. Rồi cái tuyến Metro Mea thì nó nằm trục nối với Tân Kiên á. Nó nói Tân Kiên nó chạy dọc đây nè. Thì sau này mọi người muốn ở đây mà muốn về trung tâm quận nhất nó rất là gần. Khi mà tuyến Metro Mea nó xong mọi người nghĩ là xa quá, không có xa. Đúng rồi, thuận tiện. Giang không nói gần mà nói thuận tiện, rất là cực kỳ thuận tiện. Từ đây về quận 8 nè. Ở đây mình thuộc Bình Chánh ha, về quận 8, khu vực Bình Chánh dưới này gọi là Bình Chánh. Quận 8, quận 7, Nhà Bè rất thuận tiện. Còn di chuyển về phía quận 12, Hóc Môn thì quốc lộ A thôi, tại mình đâm cái ra tới trục quốc lộ A rồi, cứ đâm thẳng vậy là ra tới 12 Hóc Môn, rồi Thủ Đức ngoài kia các kiểu luôn. Rồi về trung tâm quận nhất thì sẽ đi quốc lộ A một đoạn rồi tới đường Võ Văn Kiệt rẽ vào quận 5, quận 10, 11 ha. Rồi quận nhất, quận 3, quận 4 gì đó, rồi quận 2 các kiểu luôn. Tại đâm chui cái hầm thủ thêm là qua tới quận 2 rồi. Nó rất là thuận tiện các kiểu để mình đi ha. Nói chung là ở đây là đầy đủ rồi mà. Không còn gì á. Chỉ thiếu một cái duy nhất là trung tâm thương mại thôi. Nhưng mà bây giờ nguyên cái dãy shophouse này nè mọi người thấy không? Nó nằm một dãy bên đây rồi, nó bán tùm lum trong đây hết trơn. Chắc chắn sẽ có những cái cửa hàng tiện lợi ở đây. Thì còn gì lo nữa. Đặt chiếu phim nằm ở trong đây nè em. Đặt chiếu phim cho cư dân thôi nha. Bên ngoài là không có vô được. Giả sử em muốn coi riêng với gia đình em đăng ký 30 người gì đó, em đăng ký riêng luôn á. Nghĩa là em coi riêng với gia đình luôn á. Không cần phải coi chung với cộng đồng luôn. Phải được đăng ký. Hiện nay hosier quản lý của bên tháp đó là 16.500 một mét vuông. Hiện nay là xong phần móng, nói chung là gần 3 tháp rồi đó chị. Bây giờ Giang nói về phương tính toán chuẩn nha mọi người, để mọi người dễ hình dung ha. Có nghĩa là phương tính toán bình thường. Cái đầu tiên của mình là đặt mua 50 triệu, sau đó gấp căn. Gấp căn xong á, sẽ ra ngày mở bán. Mở bán ra cái giá của căn của mình, cái giá căn của chị á. Thì nếu chị đồng ý mua thì sẽ chuyển cọc 50 triệu đó thành gọi là đặt cọc. Từ đặt mua chuyển thành đặt cọc là chị đồng ý mua rồi đó. Là trong vòng từ 3 đến 7 ngày là chị phải thanh toán đủ 15%. Là cái đợt đầu tiên mình là 15%, là có 50 triệu trong đó luôn ha. Rồi, cái đợt thứ hai là 2 tháng sau là mình sẽ thanh toán 5%. Và cứ mỗi 2 tháng là thanh toán 5%, là chia làm 3 lần như vậy là đủ 30%. 30% xong là lúc đó là xong phần móng. Xong móng là mình kiếp là mua bán. Và trong cái giá mà này nè, là cái giá mà chị đóng là chưa bao gồm VAT ha. Khi ký hợp đồng mua bán mình mới đóng, mình mới thanh toán có VAT. Có nghĩa là những cái đợt trước là đóng chưa VAT. Cái đợt này mình mới thu VAT của 30% đó. Đúng rồi. Với cộng với 500 này luôn là ký hợp đồng mua bán luôn. Rồi, từ cái đợt thứ tư trở đi á là mình mới đóng có V. Là mỗi đợt là 8%. Mình sẽ đóng làm 5 đợt, 1 2 3 4 5. 5 đợt. Ha. 5 đợt này là tổng cộng là 40%. Cộng 30% là 70%. Khi nhận nhà là mình thanh toán 25%. Còn 5% còn lại là sẽ khi nào có sổ hồng là mình sẽ thanh toán. Là đủ 100% nha mọi người. Rồi, đây là phương thức thanh toán chuẩn.
Nó có phương thức thanh toán thứ hai á, là mọi người sẽ được chiết khấu 2% trên cái giá trị hợp đồng của mình luôn ha, sẽ được chiết khấu. Nếu mà khách hàng chọt cái đợt đầu tiên á, thanh toán 30% sẽ được chiết khấu 2% ha, đợt đầu tiên 30%, rồi đợt thứ hai 5%, đợt thứ ba là 5%, và đợt thứ tư là 5%. Và những cái đợt này đều gọi là chưa về rồi. Và mọi người đóng tới đợt này thì kiếp đồng mua bán là sẽ đóng thanh toán có VAT của 45% này ha. Và những đợt còn lại là đều 5% hết, chia làm 2, 4, 5 đợt ha, là cũng là tổng cộng là thanh toán là 70%. Nhưng mà chọn phương thức này có lợi hơn là được chiết khấu 2% lần ha. Rồi. Rồi nó có cái phương thức thanh toán nhanh nữa là sẽ chiết khấu ngay cho mọi người 4.5%. Nếu mà khách hàng người ta có tiền dư giả biết làm gì á, người ta sẽ thanh toán ngay 50% trên giá trị hợp đồng luôn. Nhưng mà thanh toán giá này là chưa về luôn ha. Rồi, đợt thứ hai 5%, đợt thứ ba 5%. Đợt thứ tư cũng là 5% luôn. Thì khi này kiếp đồng mua bán thì mới thanh toán gọi là có về. Rồi. Đợt thứ năm á, thực tế mấy cái đợt này rất là gần nhau nè mọi người để ý ha. Hai tháng. Rất là có lợi ha, mọi người chỉ cần đóng 50, 60, 70 mọi người ngưng tới lúc nhận nhà mới thanh toán 25%. Thì đóng cái đợt này được chỉ có 4.5% cũng rất là nhiều ha. Đó. Thì những người nào có tiền dư giả thay gửi ngân hàng không có lãi suất nhiều hết trơn, đóng vô đây, tiến độ thanh toán nhanh. Hỏi tiến độ thanh toán nhanh thì với lại tiến độ xây dựng nó nhanh ha. Rồi. Rồi bây giờ Giang nói tới vấn đề gọi là vay ngân hàng đi ha. Hồi nãy Giang nói 15% á, là cái gọi là cái điều kiện này gọi là điều kiện thanh toán 15% tới lúc nhận nhà, nhưng mà với điều kiện là ngân hàng hỗ trợ nhưng mà mọi người không đóng lãi, không đóng gốc. Hiểu vấn đề không? Chủ đầu tư sẽ đóng cái phần đó cho mọi người, nhưng mà mọi người phải đủ điều kiện để mà ngân hàng nó xét duyệt. Tại vì mọi người phải đủ điều kiện tới lúc nhận nhà mình mới có tiền mọi người trả lại cho ngân hàng ha. Tức là mình về cơ bản này khách hàng sẽ đứng ra vay, dùng sản phẩm để vay, phần lãi suất với mọi thứ chủ đầu tư sẽ lo, chủ đầu tư trả hết. Rồi khi mọi người vay tới ngày mà nhận nhà đó thì mọi người sẽ, một là mọi người đóng lại cho ngân hàng cái khoản tiền mọi người đã vay là 40% này nè, có hai phần này, khách hàng với ngân hàng là mọi người trả lại cho ngân hàng 40% này là mọi người nhận nhà thôi. Thì trước khi nhận nhà là chủ tôi thông báo mọi người trước một tháng là trong vòng một tháng mọi người phải tất toán cái khoản đó cho ngân hàng, không bị phạt trước hạn, không bị phạt trước hạn gì hết, nghĩa là không có đóng bất kỳ cái lãi gì, chỉ đóng cái số tiền gốc thôi. Rồi là mọi người nhận nhà thì khi mọi người nhận, không có khoản gì hết, tại vì chủ tôi đã trả cho khách hàng rồi. Thì bởi vì tại sao nói là có 15% là như vậy đó ha. 15% bên đây chứ quên. Có hai gói, ba phòng ngủ với hai phòng ngủ. Căn ba phòng ngủ nói bên đây ha. Thì mọi người sẽ không phải trả bất kỳ khoản nào hết luôn. Nó rất là nhẹ nhàng cho mọi người luôn. Đó. Rồi khi nhận nhà thì một là mọi người sẽ vay luôn cái khoản này. Vay ngân hàng luôn, là khi mà nhận nhà như nó có chương trình là sau 3 tháng mới đóng đúng không sao? Không, anh bỏ. Bỏ hả? Để tiếp nhận nhà xong luôn. Rồi đóng luôn phải không? Nghĩa là khi nhận nhà xong á, mọi người vay là khi bắt đầu từ tháng thứ nhất là mọi người bắt đầu trả gốc và lãi cho ngân hàng, nếu mọi người chọn phương thức vay ha, nếu mình chọn vay. Còn hôm qua thì không bàn vấn đề đó nữa. Đúng rồi. Rồi căn hai phòng ngủ thì mọi người được phương thức 30% nhận nhà. Mọi người nhận nhà, mọi người cũng cái chính sách nó vay nó cũng y chang như thằng ba phòng ngủ vậy đó, mọi người cũng phải xét duyệt, nhưng mà lãi suất thì chủ đầu tư họ trả, gốc thì mọi người không phải trả luôn, tới lúc nhận nhà mọi người mới trả ha. Thì cái đợt đầu tiên mọi người thanh toán 15% đối với căn hai phòng ngủ, thì cái đợt thứ hai mọi người thanh toán 5%, là nói chung là 30% sẽ chia trải ra làm khoảng 6 tháng ha. 30% này có nghĩa không phải đóng một lần mà là chia làm 6 tháng, đóng đủ 30% ngưng đóng tới lúc nhận nhà luôn, rất là nhẹ nhàng cho nhà đầu tư và người mua ở luôn. Giả sử những khách hàng mua những dự án khác á, thì họ phải đóng đều tới lúc nhận nhà, là họ lúc nào họ cũng sẵn sàng tài chính để họ đóng. Thay vì vậy họ mua cái dự án này họ chỉ cần chuẩn bị sẵn 30% để chuẩn bị sẵn sàng cho 30% thôi, còn 70% còn lại họ gửi ngân hàng tới lúc nhận nhà, đúng không ạ? Nghĩa là làm cái ngày đáo hạn là cái ngày nhận nhà, mọi người cứ canh theo hợp đồng này, mọi người tới đáo hạn ngày nhận nhà của đó vừa nhận cục lãi vừa có lãi suất
mua nhà mà có lãi suất đúng không, giống như đang có căn nhà cho thuê luôn vậy đó, đúng không ạ? Rồi phí thanh toán thì nó là như vậy. Còn chương trình mà dân nói gọi là chương trình này, chương trình ưu đãi về thanh toán nhanh hoặc thanh toán ưu đãi, còn cái chương trình gọi là mọi người mua tất cả căn hộ trong cái đợt này á, chủ đầu tư tặng cho mọi người một cái gói nội thất gọi là dường như gọi là hoàn thiện cái căn hộ luôn rồi ha. Rồi đây là danh mục quà tặng luôn mọi người, quà tặng khách hàng ha. Thì danh mục nó rất là rõ ràng luôn, đối với căn 5 2 phòng ngủ 3, 2 toilet và căn 3 phòng ngủ 3 toilet thì mỗi căn nó sẽ có cái danh mục riêng, tại vì căn lớn nó sẽ số lượng nó nhiều hơn thì nó tặng nhiều hơn tí đó. Rồi nó tặng là cho mình giường ngủ nè, tủ đầu giường, tủ âm tường, rồi bàn trang điểm, rồi gương trang điểm, bàn học, tủ giày, đầy đủ luôn ha. Rồi chi tiết quà tặng thì cũng thể hiện ở đây rõ cho mọi người luôn, thì Giang sẽ gửi cho mọi người cái file này, nó có những cái căn như thế nào thì sẽ gửi cái file đó cho mọi người rất là rõ ràng ha. Rồi rồi xong ha mọi người. Rồi ký hợp đồng đi. Cho chị hỏi tí. Chị hỏi đi chị. Ủa ví dụ như cái phần mà vay á, mà sau 2 năm đến khi nhận nhà á, mình có đủ cái số tiền á, thì mình trả lại cho ngân hàng, mình có đóng lãi phạt hay là gì? Không lãi gì hết, chỉ đóng gốc thôi. Tức là không phạt trước hạn. Không phạt trước hạn. Tức là ví dụ như sau 2 năm mình nhận nhà, tự nhiên mình có một cục tiền á, cái mình trả hết luôn. Mình sau 2 năm là mình chịu phạt vậy. Tức là bây giờ sau khi nhận nhà tất toán với ngân hàng đúng không, chị thanh toán trước khi nhận nhà là chủ tư sẽ hỗ trợ. Nhưng mà đã sau khi nhận nhà đã bàn giao nhà thôi, lúc đó chị thật sự vay chính thức rồi đó, là có trả được hạn là chị tự trả hạn, bởi vì chủ tư chỉ có trách nhiệm tới thời điểm chị nhận nhà thôi. Nếu sau nhận nhà là cái cá nhân của chị rồi, chị cho thuê hoặc chị kinh doanh buôn bán, chủ tư liên quan nữa. Là lúc đó là mình thanh toán hết cái khoản đó thì mình phải chịu lãi phạt đúng không? Đúng rồi, là lãi phạt cái khoản còn lại. Bây giờ em sẽ giải hiểu ý chị không? Bây giờ với căn 2 phòng ngủ, cái ý của chị là sau khi nhận nhà. Sau khi nhận nhà thì mình chịu thôi. Chịu lãi phạt. Nhưng mà ý là lúc đó là mình trả hết tiền cho ngân hàng á, tại vì lúc đó là thuộc sở hữu của mình rồi, thì lúc đó mình đang nợ ngân hàng đúng không? Rồi. Ví dụ như mình nợ 70% đi. Rồi. Thì lúc đó là mình trả hết 70% cho ngân hàng thì mình phải chịu cái lãi phạt. Không, ngân hàng đúng rồi, sau khi đã nhận nhà tức là tất cả mọi vấn đề trả trước hạn thì tức là sau thời điểm chị nhận nhà rồi chủ tướng nên có nghĩa là đó. Khi mà bạn giao nhà cho chị rồi á là chị chịu với chị ngân hàng nó, nếu nó không phạt chị cũng được, nó phạt chị thì chị phải chịu. Đúng rồi, phạt chắc chắn phạt nó được. Không phạt cũng không sao hết trơn á. Nó quên đúng không? Đúng rồi. Rồi chị rõ vấn đề đó không? Rồi, okay. Rồi.